Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các một mẫu xe carbon, xe được dòng xe đua gian composite, gian defi composite các bác nhé. Đây là mẫu xe đầu tiên về lại rồi nha. Được trang bị cấu hình của Tiagra và bộ khung carbon siêu nhẹ, khung càng và cọc yên carbon hết các bác nhé. Vâng. Vâng, em có tìm hiểu qua về chiếc xe gian defi composite này thì có rất nhiều những trang web đăng chiếc xe này, và em có vào một trang rất uy tín của kênh YouTube, đây cũng nói về chiếc xe này. Đây các bác, đây là trang web bên Mỹ. Đây bộ khung của chiếc xe đây. Đây là chiếc xe mà nhà em mới về, đây các bác có thể thấy. Còn đây là một trang web chính hãng của xe của Gian, gianbicycle.com. Và đây đây người ta bán xe mới và rơi vào tầm 1.850 đô các bác nhé. Các bác thể lên Google để tìm Defi Composite 2 và sẽ ra rất nhiều những trang web nói về chiếc xe này. Và bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Và đây là chiếc xe Gian Defi Composite. Bộ khung rất là đẹp các bác nhé, bộ khung khí đồng học, tông màu đỏ, xanh đen, rất là thể thao, chữ Gian to ở khung chéo của xe. Hình thức xe đánh giá còn rất là mới, sẽ lướt qua chi tiết lớp sơn của xe các bác xem. Các bác thấy thì cũng không có một vết xước nào đáng gọi là đáng kể, mắt thường nhìn thấy được. Cọc yên carbon luôn các bác nhé, carbon yên nguyên zin của Gian, nguyên bản theo xe. Cốt và ghi đông nguyên zin của Gian. Trên phốt thì có một cái giá để điện thoại, có thể để điện thoại đây. Về theo xe các bác nhé. Bộ phanh ba mảnh, tích chung càng carbon nguyên zin của Gian Defi. Vành Vueta của Ý đó nhé. Lốp xe Maxxis còn rất là mới, thông số lốp là 700x25C. Vueta Gian nguyên zin về theo xe. Mayer bạc đạn chính hãng của Gian các bạn. Phía bên trên đây xe được sử dụng bộ tay lắc cao tốc của Shimano Tiagra 10 tốc độ bên líp, và bên đĩa là 2 tốc độ cho xe 20 tốc độ thay đổi các bác. Khung khí động học cho các bác sử dụng xe lướt hơn, chịu ít lực cản của gió. Xe tốc độ nhanh hơn. Đuổi Shimano Tiagra. Và đây là bộ vành sau. Bộ vành lốp sau là 725C thôi nhé. Thank you.
bê đan cá cao cấp của Shimano. Bê đan cá tài dày các nhé, của Shimano. Xe về có hai cọng nước, em để nguyên hai giá bình nước. Xe được trang bị 10 tầng lip, xích và lip còn rất là mới, may mặt đạn của Gian, chủ đề của Tiagra. Bây giờ em sẽ đo chiều cao không đứng của xe. 48. Xe có size là 48 thôi chứ. Khung ngang là 52. Cua có từ 1m6 đến 1m73 đi của chiếc xe này. Vâng, là xe được trang bị 10 tầng lip. Lên lip đề của Tiagra. Rất tốt các bạn nhé. Phía tay phải là bộ túi đĩa 2 tầng của Tiagra, gạt đĩa của Tiagra luôn. Lên đĩa. Còn bánh quay rất là đều, rất là bon, hay là bạc đạn. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian Defy Composite. Chiếc xe được trang bị khung carbon, càng carbon, cầu yên carbon và bộ group của Shimano Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 16.800.000, miễn phí ship toàn quốc. Đối với những bác chuyển đến tiền rồi còn năm, các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.